Nhá, bây giờ nhá, mình cược đi, nếu ai chết trước người đấy là con chó. Thôi, ra chết trước người đó phải sủa 69 tiếng chó nha. Ok, chắc chắn là nhà đếm nha, đếm 69 tiếng nha, trên sóng livestream luôn. Ác vậy sao? Ừ. Ai ai bị túm đầu trước người đấy là con chó, sủa gâu gâu nha. Ok, sủa gâu gâu nha. Ok nha, deal nha. Được thôi, được thôi, được thôi, được thôi. Không phải, ủa ai vậy ta? Khoan từ từ, bây giờ sủa đi đã.